Vườn Trang Yến xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2024. Em là nhà vườn Trang Yến. Số điện thoại 0967439699 nha mọi người. Hôm nay em quay cây ở trong vườn này. Mọi người theo dõi hết video. Ai có nhu cầu mình mua cây thì mình có thể liên hệ với em qua số 0967439699 nha mọi người nha. Đây, em giới thiệu với mọi người này. Ở đây là em còn một ít cây hàng nhỏ nhỏ này. Đó, em còn một ít cây hàng nhỏ nhỏ đây. Hàng nhỏ thân to này. Đó, đang lên mầm như thế này. Các cái mấy cây này là ba cây này là cây Chico nhá mọi người. Ba cây này là ba cây Chico. Cái hàng này là hàng bịch to. Đó, hàng bịch to này thì em để cho mọi người là 300 một cây nhá. Hàng bịch to này là 300 một cây. Đấy, hàng bịch to cây to là 300 nhá. Cái hàng này đẹp lắm. Còn đây, đây là hai cây ban giao nhá, hai cây ban giao. Hàng gốc to này. Bình thường em bán 450 một cây đấy ạ. Bình thường em bán 450 một cây thì em sale cho mọi người là còn 380 nhá. 380 một cây, em còn 2 cây nhá. Cái loại này em còn 2 cây. 2 cây nhá mọi người. Còn đây là cây ban giao này. Cây này là cây ban giao. Em bán mọi khi này em bán là 1,2 triệu. Em bán cho một cô ấy là cô ấy em chả nhớ cô ấy tên là gì. Là cô có hẹn cô ấy lấy rồi này, em bán cho cô 1,1 triệu. Mà cô bảo hẹn 10 ngày lấy. Mà đến nay là chắc cỡ phải gần 2 tháng rồi. Tháng hơn tháng rồi. Gần 2 tháng rồi đấy mà cô không có lấy. Thì em sell lốt cho mọi người nhá. Là cuối vụ rồi, hiện giờ em ở miền Bắc ý, là nó cũng vào thu rồi, cây nó cũng không có lên được mầm nữa. Nó chỉ có lên phún như này thôi. Sau là nó cũng sẽ bắt đầu vào ngủ đông nhá mọi người. Em sell cho ai lấy này cái cây này nhá. Em sell lốt cho mọi người là 1 triệu nhá. Cây này em sell lốt cho mọi người 1 triệu này. Ai lấy thì mình có thể nhắn cho em nhá. Ai lấy thì mình có thể inbox nhắn cho em. Đó nhá. 1 triệu lốt nhá. Còn hàng này là hàng đã có quả đấy ạ. Như là các cái cây như này, hàng chậu to như này, mở bên vườn bên kia hôm qua, hôm trước em có quay video đấy ạ. Thì nói thật là em không có thể bán được dưới cái giá mà dưới 2,3 triệu các cái cây bên kia. Nhưng em còn một cái cây bên này này. Cái cây này là em bị hoàn về mọi người ơi. Đây này, nó ra một đợt hoa mới đây này. Em cũng không biết là mấy bông này có đậu được không, nhưng em cũng thấy là nó có chồi ra như này rồi. Đó, thì có cái cây như này. Thì là em sell lốt cho ai lấy để em xem. Em sell cho mọi người lấy là 1,8 triệu nhá. 1,9 triệu là em bao ship cho mọi người. Còn ai mà qua vườn em lấy thì em sẽ để cho mình là 1,8 triệu. Đây này, cái cây này là của em, là do bưu tá người ta bị hoàn, do bưu tá người ta vận chuyển ấy, nó bị gãy nhánh này này mọi người này. Nó bị gãy nhánh và cả nó hơi xước xước thân như này, nhưng mà nó đã lành hết rồi. Nó không có ảnh hưởng gì cả và cây nó cũng đã lành rồi. Ngon lành rồi nhá, không ảnh hưởng gì cả đâu đây này. Đó, nó hơi lứt lứt một tí nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì cả, mà ngọn đã lên rồi. Hiện giờ là em nuôi cũng cả hơn một tháng rồi đấy. Nuôi nó cũng hồi phục hơn cả một tháng rồi. Cây em cũng đã thay chậu, thay giá thể cẩn thận rồi. Đó, 1,9 triệu nhá. Ai lấy cái cây này em để cho mình là 1,9 triệu, giá em bao ship tận nhà cho mình nhá. Còn qua vườn, cho nếu mà mọi người qua vườn lấy thì sẽ là 1,8 triệu cho em nhá mọi người nhá. Qua vườn lấy sẽ là 1,8 triệu, gốc to lắm. Cái cây này cây ban giao chuẩn luôn đấy, cái hàng có quả ấy mọi người. Còn sang cái hàng này, cái cây này, cây 900 đây nhá mọi người. Đó, cây 900.000 này. Đó, cây ban giao 900 nhá. Đây. Đây này. Đây. Cây này là cây ban giao 900 nhá. Cái loại này là các cái loại là loại 900.000 cho em này. Đó, các cái loại cỡ lên mầm ngọn đẹp như này là 900 cho em nhá. Còn đâu các cái loại ngắn ngắn như này này mọi người ơi. Hàng 650, em sell lốt 550 cho ai lấy này. Em còn ít thôi. Đấy, hàng ban giao này là khách của em nhá mọi người ơi, khách của em thực tế luôn ý ạ, là cô anh chị chồng ấy, là cỡ có bao nhiêu đâu mọi người ơi, 2 tháng là có quả rồi mọi người ạ. 2 tháng có quả rồi, em còn khoảng chục cây thôi. Hàng còn khoảng chục cây thôi mà cây nó cũng đang già lá hết rồi. Vận chuyển ok rồi nhá, và cây nó cũng về là chăm là sống thôi mọi người ơi. Trồng là ngon lành luôn. Trồng là ngon lành luôn nhá. Trồng ngon lành luôn cô chú anh chị mình ạ. 550 một cây nhá mọi người. Lấy 2 cây là 1,1 triệu em bao ship. Còn một cây mọi người cộng cho em 30.000 tiền ship vào cho em nhá. Cộng cho em hoan hỉ, cộng cho em 30.000 tiền ship vào cho em. Cái không đáng kể là bao nhiêu cả. Đây là hàng cuối vụ rồi. Cuối vụ để em bán sale sale cho mọi người. Vui vẻ hoan hỉ lấy cho em, lấy dùng cho em nhá. Táo gai này mọi người ơi. Táo gai hay gọi là táo sơn trà đấy ạ. Táo gai hay gọi là táo sơn trà.
Thì cái quả của nó như này mọi người ơi, hoa đậu đậu đấy luôn, chuẩn luôn là cái táo Sơn Trà này nhá, là đúng là cái câu là hoa đậu đậu đấy là áp dụng cho nó luôn mọi người ạ. Hoa đậu đậu đấy là áp dụng cho nó luôn. Táo này nhá thì mình có thể phơi khô để hãm trà uống này. Hãm trà uống hoặc là nó là một trong hoặc là chơi cảnh. Còn đâu nếu như là nói là một trong các vị thuốc thì đúng, nhưng mà em cũng không biết là nó áp dụng vào cái bệnh gì. Nhưng mà nó dùng cho kiểu như là hãm trà uống là cho những người mà bị huyết áp thấp ạ. Huyết áp thấp với cả bệnh tiểu đường là có thể uống cái trà này là rất là tốt nhá. Rất là tốt, nó cải thiện sức khỏe rất tốt nha mọi người. Đây 500. Em sale lốt là 500 một cây nhá mọi người. 500 một cây, cái này mình có thể trồng ở trong các cái bồn hoa hoặc là mình trồng trong các cái chậu cảnh ấy. Mình vừa chơi cảnh mình vừa trồng lấy quả cũng được nha mọi người. Chứ vừa trồng lấy quả cũng được. 500.000 nhá mọi người, 550 em sale còn 500 ạ. Còn đây là cây này là cây hồng da tre. Hồng da tre nhá mọi người, hồng da tre thì nó sẽ rơi vào khoảng đầu năm là sẽ có hoa và có quả cho em nhé. Là 280.000 một cây nhé. 280.000 một cây. 280.000 một cây này ạ. Hồng da tre nhá. Còn đây là cây kim quất này. Kim quất này em sale lốt là 550 nhé mọi người. Kim quất là 550. Kim quất này, kim quất thế hệ 3, quả siêu ngọt luôn nhé mọi người. Hàng cây nhập khẩu siêu ngọt luôn. Còn đây này mọi người này. Còn đây là hồng da tre to nhá. Hồng da tre to này. Đó, hàng này là hàng em đang dâm ủ và cây nó đang nhú nhú mầm này nè mọi người. Hồng da tre em đang dâm ủ gốc to cực kỳ luôn. Gốc to cực kỳ, 950 một cây nhá mọi người. Giá chưa có bao gồm phí vận chuyển. 950, cây to lắm. Nó đang phun mà lộc đây này. Phun đang phun mầm, em đang dâm ủ tại đây nhá mọi người. Em đang phân dâm ủ. Đó, là 950 một cây. 950 một cây. Ngoài ra này, đây này. Đây là các cái cây này là cây ban giao này. Ban giao này là em cắt đợt nọ, đợt rồi á. Em cắt đợt nọ thì là nó lúc này nó cũng đang nhú nhú được lên như này. Đó, cái này là em sale còn 1.800.000 nhá mọi người. 1.800.000 một cây. Còn các cái em này thì nó đang tuột lá hết rồi. Nó đang tuột lá gần hết rồi, chuẩn bị rụng lá hết rồi. Đó, các cái cây to này là 2 triệu nhá mọi người nhá. Các cái cây to này là 2 triệu một cây cho em, cây đẹp lắm, cây 7m8 cơ. 7m8 này. Đẹp cực kỳ luôn nhá. Cái này cô chú anh chị miền Nam mình về mình trồng thì an tâm đảm bảo luôn cho em. An tâm đảm bảo luôn cho em nhá. Đây là em có một cây ban giao này nhá mọi người. Đây nhá. Hàng bịch to. Bịch to và rễ rất nhiều nhá mọi người. Cây này chết rồi. Cây này chết rồi. Cái này thì chết rồi, tôi bỏ qua đi. Đây nhá, nó ra mầm như này rồi này. Em kể cả em để cho nó ra mầm xong rồi em bán cành cũng được. Nhưng mà thôi cuối vụ rồi em cũng muốn bán đi cho nó hết đi cũng được, không có sao cả. Đấy, ai mà xem tới cuối video này, nó chỉ có bị nứt như này thôi này. Lúc vận chuyển về nó bị nứt. Xong rồi bây giờ nó lành rồi. Bây giờ nó lành rồi và cái cây của nó đây mọi người. Nó đang ra mầm đây này. Nó ra mầm ở đây này, cây rất là to. Cái cây này đợt nọ, đợt ngày trước em bán ý, là lúc mà nó vẫn còn cành ấy. Lúc nó càng cành ấy là em bán là 3 triệu đến 3 triệu 2 một cây. 3 triệu đến 3 triệu 2 một cây, gốc to lắm. Đây là mọi người vẫn còn thẻ của nó đây này. Đó, cây ban giao nhá. Cây này là cây ban giao. Em sell lốt cho ai lấy cái cây này 1 triệu 1 triệu 3 nhá mọi người nhá. Cây này em sell lốt 1 triệu 3. Kể cả em để, đây này nó bắt đầu ra hoa lại rồi đây này. Đó, đang lên mầm đây rồi nhá, mầm to ú lu luôn. Mà cái nhà em chăm thì mọi người yên tâm là nhà em chăm toàn bộ là hữu cơ hết. Mọi người về chăm cực kỳ dễ luôn nhá. Mọi người chăm cực kỳ dễ cho em. Đó, cây này em sell 1 triệu 1 triệu 4 nhá. Thôi, em 1 triệu 3 đi ạ, 1 triệu 3 nhá mọi người. 1 triệu 3, ai lấy thì mình có thể nhắn cho em nhá. 1 triệu 3 giá yêu thương cực kỳ luôn nhá. Không có ai, đây là nó có mỗi một cái lỗi như này thôi nhưng nó lã liền rồi. Nó liền rồi, nó không ảnh hưởng gì nữa đâu nhá mọi người. Nó liền rồi, còn cây này thì nó chết rồi. Cái cây này nó bị chết rồi. Còn một đây là một cây đông dao này. Đây nhá, cây đông dao này hôm nọ ấy. Cây đông dao này hôm nọ là nó bị mưa bão mọi người. Nó bị mưa bão, nó táp hết cả cành cả lá của em. Nó táp hết cả cành cả lá của em. Bây giờ nó mới đang ra được ra như này. Ra được nhánh như này, nhưng mà chắc là em sẽ để em nuôi. Hoặc là nếu mà ai em có nhu cầu mình lấy cây to như này nhá. Mình to mình về mình trồng sân vườn này, em sale lốt là 3 triệu nhá.
Em sell lốt 3 triệu cái hàng này 4 triệu rưỡi đấy ạ. Mà em sell lốt 3 triệu cho bác Lào mình lấy nhá. Đó, cho bác Lào mình lấy. Còn nho thân gỗ đây. Nho thân gỗ 6 triệu nhá. 6 triệu em bao ship này. Hôm trước em bắt cây này nhá, cái cây này em bứt được 20 em bứt được 2 cân quả luôn. Cây này là em không có chăm sóc gì mấy nhá, mà em bứt được 2 cân quả luôn mọi người. Đang ra phun hoa đợt mới đây. Mọi người ơi lấy lại 6 triệu em bao ship cho mình nhá. 6 triệu em bao ship cho mình. Em còn mấy cây vải không hạt này mọi người ơi. Đây nhá. Em còn mấy cây vải không hạt này. Em giảm giá lốt 200.000 một cây. Em còn 3 cây, nếu mà ai lấy lốt nhá thì em để 500.000 nhá. Em còn 3 cây ai lấy lốt em để 500.000 luôn nhá mọi người. Đó. Đây xoài đỏ mặt trời cho bác Lào mình ấy này. Xoài đỏ mặt trời này. Đó, xoài đỏ mặt trời đây nhá. Em sell lốt 450 nhá mọi người. Xoài đỏ mặt trời và xoài đào. Xoài đỏ mặt trời là 400, xoài đào em để lốt 350 nhá mọi người. 350. Hồng Sokona này, hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ nhá. Hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này, hàng chậu nhá, hàng Thái Lan, hàng chậu rất đẹp luôn ạ. 750 nhá mọi người. 750 một cây. Bánh kem này. Bánh chê kem 550.000 một cây cho em nhá. Còn đây là hai cây liệu Peru. Hai cây liệu Peru là em sale còn 900.000 một cây nhá mọi người. 900.000 một cây. 900.000 một cây. Còn đây là liệu Ấn Độ này, cũng lốt 900 luôn nhá. 900.000 một cây, lấy mọi người lấy em bao ship cho nhá. Mọi người lấy thì em bao ship cho. Còn đây là cây nho sữa to này. Cây nho sữa to hàng nhập khẩu nhá. Nho sữa to hàng nhập khẩu cũng 900 luôn nhá mọi người ơi. Quýt đây. Hôm mọi người hỏi quýt không hạt rất là nhiều nhưng mà hàng nó đang tạm hết. Hiện giờ em chỉ còn vài cây thôi nhá. Em còn vài cây để trả đơn cho mọi người này. 280.000 một cây, ai lấy thì mình có thể gọi điện cho em để đặt cây nhá. Một hai hôm có hàng em sẽ gửi nhá. Rồi em xin phép kết thúc video đây. Chúc mọi người xem kênh vui vẻ. Mọi người like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho vườn em nhá. Em là Trang Yến, chào mọi người ạ.